Chào anh em. Và thực ra thì có trên thị trường có rất nhiều những cái ổ cứng với rất nhiều dung lượng khác nhau. Nhưng mà trên thị trường hiện nay thì có hai nhà phân phối ổ cứng lớn nhất, đó là Seagate và Weston. Thì hai nhà phân phối này thì cũng nói chung là về chất lượng thì mình nghĩ cũng tương đương nhau. Quay trở lại với cái máy tính của mình thì hiện tại trong cái máy của mình ấy cũng có một cái ổ Weston 2T và còn cũng có rất nhiều những cái ổ cứng như này nữa đấy, Samsung mà đời tống rồi đấy, nó chỉ có 80-160 thôi đấy, và hiện tại thì nó cũng sắp sửa đời trứng rồi, mình nghĩ là nên thay sớm thì tốt hơn. Thì cái ổ cứng này thì đây, tiện giới thiệu qua cho anh em xem luôn, nó là 160GB, bộ nhớ của nó là 160GB này, cái vòng quay của nó là 7200, nhưng cái bộ nhớ cách của nó thì khá là thấp, chỉ có 8MB thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm 2008-2009 thì để build được cái bộ PC mà có những cái ổ cứng lớn như này thì cũng là quá kinh khủng anh em ạ. Đấy, thì đây là nhãn hiệu Samsung này. Thì bây giờ mà tìm được nhãn hiệu này cũng hơi khó đấy. Đéo tin. Theo mình tìm hiểu thì cái ổ cứng này trước kia thì được FPT Training phân phối, và hiện tại thì bây giờ những cái ổ cứng các đây Samsung này đã bán thương hiệu cho những hãng khác rồi, nên là không còn các bạn khó là tìm được những ổ cứng này nữa. Đấy, thì về cơ bản thì hai cái ổ cứng này nó cũng như nhau thôi. Đấy, những cái ổ cứng mới này Seagate mình mua thì nó nhỏ hơn một chút. Đấy, về cơ bản thì nó cũng giống nhau. Đấy, anh em xem hai cái giống nhau. Đấy. Quay trở lại như phần đầu video mình giới thiệu ấy, tại sao thì mình lại chọn cái ổ này. Thì như anh em cũng đã biết, ở trong mỗi phân khúc giá ấy, thì mỗi hãng đều có những cái ổ cứng chuyên dụng khác nhau. Mình lấy ví dụ như Weston, nếu như mà anh em mua 7200 thì ở phân khúc giá tầm khoảng 1 triệu hơn 1 triệu thì anh em chỉ có thể mua được cái ổ cứng với dung lượng 1T. Đó là cái ổ cứng mình nhớ không nhầm là Blue. Đấy, còn riêng dòng Seagate này, đấy thì anh em có thể chọn mua cái dòng Bakuda này. Đấy, 2GB. What? Và tốc độ của nó là 7200. Điều tuyệt vời hơn ở trong cái ổ cứng này ấy, là cái bộ cách nó rất lớn, đạt đến 256MB. Đấy. Thì trong cái PC của mình ấy thì hiện tại cũng đang có một cái ổ cứng Weston 2T nữa, đó là Blue. Nhưng mà đôi khi mình dùng ấy nó cũng khá là chậm. Mà theo cái cảm nhận của mình thì khi mà mình lấy dữ liệu ra xem thì đôi khi nó cũng bị đơ hoặc thẳng một chút. Mình không biết là cái tốc độ vòng quay hay là cái dữ liệu của mình chưa nhiều. Tại vì cái đấy thì mình chia ra 3 ổ cơ, nên là nó chắc là nó cũng đơ đơ một chút. Đấy, nên là sau khi mà nó bị hỏng cái kia thì mình đã quyết định đến cái này. Đấy. Thì quay trở lại với cái dòng Seagate này, mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Tức là trước khi mình quyết định bỏ tiền ra mua cái ổ cứng của hãng Seagate này thì mình cũng tìm hiểu rất nhiều, cũng lên mạng tìm hiểu, và họ cũng hỏi một số anh em về làm phim ấy, thì họ cũng tư vấn cho mình là nên lấy những dòng của ổ cứng của Weston ấy. Đấy, thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, tại vì họ là nếu như có điều kiện ấy, thì sắm hẳn cái dòng Black ấy, thì có dung lượng cao và nó đảm bảo chất lượng hơn. Và bây giờ kinh tế không có, nó chỉ giới hạn mình, chỉ giới hạn tới đây thôi, thì mình đã bỏ qua cái dòng Black. Tiếp tục thì mình cũng quan tâm đến một số những dòng khác Weston, nhưng mà Weston mình mua 2T kia thì là cái vòng quay của nó chỉ 5400 thôi, thì mình đã nghĩ đến là thôi mua thêm cái ổ khoảng 4D 6T đi. Nhưng mà có một cái đau lòng là 4T 6T cũng chỉ có cái vòng quay của nó là 5400. Và sau một hồi suy nghĩ rất là nhiều và mình đã đi đến quyết định là mình chọn sang cái dòng Seagate này. Thì mình cũng không biết là cái dòng Seagate này thì có tốt hay không, tại vì trước giờ thì mình chưa dùng lần nào cả. Nhưng mình hy vọng rằng nó chạy tốt trong cái phân khúc giá này. Tại vì là cái 2T mình mua dòng Seagate Bakuda này ấy, thì cái bộ cách của nó khá lớn, 256MB. Đấy, nó cao hơn rất nhiều so với những cái dòng bình thường. Ví dụ anh em mua cùng 2T này ở bên Weston ấy, dòng Blue này hoặc là dòng Green này, đấy, hoặc một số dòng khác ấy, thì cái bộ nhân cách của nó chỉ 64MB thôi. Đấy, cái vòng quay của nó 5400, nó kém xa so với cái dòng rất là nhiều. Đấy, thì mình cũng tìm hiểu thì
khi mà mua những cái dòng có một cái, tức là mình khi mà mình mua những cái ổ cứng mà có vòng quay lớn như này ấy, thì tất nhiên là nó sẽ nóng hơn và nó sẽ bị rung lắc nhiều hơn. Nhưng mình nghĩ thì chắc là nếu như mà các anh em mà có cái cây mà có cái tỏa nhiệt nó ổn ấy. A few moments later. Rồi máy nó hết pin và thôi quay lại tiếp tục mình giới thiệu cho anh em xem. Thực ra thì trên thị trường ấy, mỗi một dòng thì nó sẽ chia ra rất nhiều loại. Ví dụ như anh em mua Weston ấy thì nó có rất Weston Blue này, Weston Green này, Weston Gold này, vân vân có rất nhiều loại, và dòng có cập nhất của nó thì chính là dòng Black. Thì ở dòng Seagate này cũng vậy. Thì đây là một cái HDD mà gọi là tầm trung ấy. Đấy thì nó tương ứng với lại cái dòng Blue ở bên Weston. Nhưng mà ở đây thì được cái dung lượng cách và cái vòng quay lớn hơn rất là nhiều so với Weston. Cùng 2T thôi nhưng mà anh em mua thì ở Weston nó chỉ là 5.400 và cái này nó là 7.200 cơ. Đấy. Thì khi mà anh em mua những cái lợi ích mà khi anh em mua những cái ổ cứng mà có bộ nhớ cách lớn và vòng quay lớn thì là khi anh em edit video ấy, để những cái data thuộc gốc vào đây, nó cũng cải thiện đáng kể cái chất lượng mà khi anh em xuất video. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mình khuyên anh em nên mua những cái ổ cứng có dung lượng cao, tức là cái vòng quay cao ấy. Mà nếu như anh em có điều kiện kinh tế hơn nữa thì hãy lấy những cái dòng cao cấp nhất của những cái hãng. Ví dụ như dòng Weston thì anh em lấy dòng Black. Đấy, còn cái dòng này thì lấy hẳn cái dòng có cái hiệu Pro ấy. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và có điều kiện hơn nữa thì sắm cả SSD lưu trữ. Nhưng mà cái SSD thì nó cũng là một cái phân khúc mà khá là cao cấp. Nếu như mà anh em mua một cái ổ tầm khoảng 1T 2T của SSD ấy thì giá nó phải gấp 2 3 thậm chí 4 lần những cái ổ HDD như này. Và cái combo hiệu quả nhất dành cho anh em làm phim cũng như là làm về ảnh hoặc là lưu trữ dữ liệu giải trí ấy, thì mình khuyên là lên mua SSD là chạy Win và HDD để chứa dữ liệu. Thì đây là một combo có thể nói là khá hiệu quả. Và SSD thì bây giờ nó cũng khá là rẻ thôi. Nếu như anh em mua thì nó cũng tùy được dung lượng mà khác nhau và mức giá khác nhau. Ví dụ như là mình hôm trước, ngày trước thì mình cũng mua một cái SSD 256GB của Samsung Evo 860 thì nó rơi đâu đó tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2. Cũng dùng khá là ok, nhưng mà cái tốc độ đọc ghi của nó chỉ là 500 đến 550 thôi. Đấy, anh em có điều kiện thì thể mua những cái dòng cao hơn như dòng 970 Evo Plus chẳng hạn. Đấy. Thì thôi chắc không lòng vòng nữa, thì mình chỉ có vài lời khuyên cho anh em thôi. Nếu như mà anh em thấy video hay và hữu ích thì nhớ like, subscribe cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thì ở đây thì mình cũng tiện giới thiệu qua cho anh em xem cái ổ cứng của mình mới mua này. Đấy. Thì trên đây thì có chữ Barracuda này. Đấy, đây là một cái ký hiệu tên con cá, gọi cá nhồng cái gì ở dưới biển ấy, nó khá là mạnh ấy. Đấy, thì cái này nó trên nó có cái biểu tượng màu xanh này. Đấy, còn đây là Barracuda Commuter. Đấy, ở trên đây thì cũng có dung lượng là 2T này. Và trên đây thì có mã code này, cũng như là cái firewall bla bla gì đó. Có một cái điều mà anh em lưu ý nhé. Tức là trên thị trường ấy có rất nhiều những cái ổ cứng mà nó như kiểu fake ấy. Đấy, làm giả ấy. Thì anh em cũng lưu ý khi mà chọn mua thì nên chọn mua những cái địa điểm phân phối uy tín. Tại vì là bạn mình cũng mua một ổ cứng như thế này, nhưng mà nó lại là made in China cơ. Đấy, thì anh em cũng lưu ý, tại vì cái này thì ra thì China là một cái thị trường cũng khá là lớn. Có một số anh em trong nghề thì khuyên mình nhìn lên cái lô hàng của Thái Lan, Thailand ấy, thì là tốt hơn. Thì rất may mắn cho mình thì mình mua cái này thì cũng ở Thái Lan. Đấy, và phân phối ở FPT Training. Đấy. Thì là mình cũng nghĩ là cũng khá là ổn. Đấy. Thì anh em cũng lưu ý cái này. Thực ra thì mình cũng không biết là ở cái lô hàng bên Thái Lan ấy thì nó có tốt hơn ở bên China hay không. Đấy, nhưng mà nếu anh em mà dùng rồi thì có thể chia sẻ cái kinh nghiệm ở đây nhé. Còn cái đồ điện tử thì chắc là cũng hơn xui thôi thì không biết trước được, đôi khi nó hỏng bất thình lình. Còn một cái điều mà mình muốn chia sẻ cho anh em là
đó là mặc dù anh em có những cái ổ cứng dung lượng lớn rồi để lưu trữ dữ liệu ấy, thì mình khuyên là cũng nên mua một cái tài khoản Google Drive. Thực ra thì nó cũng không quá đắt đâu, nếu như mà anh em mua thì có một số những cái cửa hàng ấy họ bán đâu đó khoảng 200-300 nghìn thôi, thì anh em có thể mua và up toàn bộ những cái dữ liệu của mình lên đấy. Thực ra thì mình cũng không, tức là cái dữ liệu mà mình up lên đấy thì cái tài khoản mình mua ấy thì cũng không biết là nó mất khi nào, tại vì cái đấy thực ra là có một số cửa hàng họ làm một cách nào đó thì có thể nó có cái dung lượng rất là lớn. Nhưng em biết là cái Google Drive ấy thì nó chỉ là cái dung lượng cho free nó khoảng 15GB thôi đấy, còn khi mà một số cửa hàng nó đến nó khoảng mấy trăm GB cơ đấy, nó lưu trữ thoải mái, anh em lưu trữ thoải mái, thì là khi mà anh em lưu trữ dữ liệu đó thì cũng hên xui, không biết nó chết ngày nào, nhưng mà dù sao vẫn hơn. Nếu như mà anh em có hai cái song song ấy thì nè, cái này nó chết thì có thể mình có thể down từ trên mạng xuống, từ trên cloud xuống, thì nó cũng tốt hơn rất là nhiều đấy. Còn trong trường hợp mà nó mất thì mình vẫn còn cái này, nếu như này cũng hỏng. Trên đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là mặc dù anh em đã mua những cái ổ cứng dung lượng lớn như này rồi, nhưng mà để đảm bảo hơn ấy thì anh em có thể là rai hai cái ổ với nhau đấy. Thì thực ra thì nếu như mà có điều kiện thì mua cái ổ dung lượng càng lớn càng tốt, nhưng mà nếu như anh em có không có điều kiện mà chi phí ăn hẹp ấy, thì mình nghĩ là nên mua những cái ổ từ 2, 4D, 6D được rồi. Nhưng mà nếu như mà có điều kiện thì đầu tư hẳn cái đồ mới đi đấy, để new năm này và năm tháng khác là nó cũng được bền hơn và đỡ lỉnh kỉnh nhiều. Mình trước mình mua cái ổ 2D của Western kia thì mình thấy cũng hơi đuối rồi đấy, thì chắc là thời gian tới thì mình không biết là có dùng nhiều không, chắc là hiện tại thì mình đang thêm cái ổ 2D nữa, nhưng mà tương lai chắc vẫn phải mua thêm. Đây, về lan man suốt nãy giờ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái ổ cứng vào cây nhé. Đấy, thì đây như anh em cũng biết thì đây chính là cái cây máy tính của mình này. Đấy, thì trong đây thì mình có một cái ổ Western 2T nhé. Đây này, đấy. Tại vì nó mình lắp vào rồi nên tháo ra nó cũng hơi lịch kịch, nên là mình sẽ không tháo nữa. Thì mình sẽ zoom lại cho anh em xem. Đấy, thì cái ổ ở đây là cái ổ Western 2T này. Đấy. Nhưng mà cái tốc độ vòng quay của nó chỉ là 5400 thôi. Đấy. Còn đây là cái cây của mình. Đấy, cái cây của mình thì đây là phía sau này. Đấy, thì là anh em gắn cái cáp vào đây. Đấy. Đây để mình hướng dẫn cho anh em xem. Thì đây là cái ổ này. Thì nó có gồm có hai cái. Đây. Đấy, thì cái rắc này là chính là cái rắc Santa này. Đấy, thì anh em có thể cắm vào đây. Và cái nút này là chính nút nguồn này. Đấy. Nó cũng khá là tiện đấy. Thì lại nó qua bởi cái cây của mình. Cái cây của mình thì đây, để mình quay cái lại cho anh em xem cái này. Ở đây thì tiện thì mình giới thiệu cho anh em xem cái cây này nhé. Cây này của mình thì là chip Core i7-8700. Rồi đây toàn bộ ở phía sau này. Đấy. Còn cái phía mặt trước này thì nó bằng kính hết, cũng khá đẹp. Đấy. Thì cái cấu hình của mình lên cái đây nó cũng khá lâu rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ lắp vào cho em xem nhá. Này của mình có rất nhiều dây dựa khác nhau, tại vì thời gian trước kia thì bắt đầu mình build cái cây này ấy, thì mình cũng bảo cái cậu em ấy để sẵn cho mình những cái rắc như này, để mình khi mà mình mua thêm một cứng ấy thì mình có thể gắn luôn. Đấy. Đây thì anh em chỉ cần, nó cũng khá đơn giản, anh em chỉ cần gắn thêm cái này vào đây này. Đấy. Ok. Đấy, vào đây nữa. Đây, anh em có thể gắn những cái này vào đây. Đấy.